Chị Chim xin mến chào tất cả các bạn nhỏ. Ngày hôm nay chị xin giới thiệu với các em bức tranh cát hình Doraemon đang cầm cây bút nè. Dễ thương không? Và Doraemon của chúng ta còn đang chu mỏ, đội thêm cái nón phù thủy rất là xinh nữa. Chị Chim xin sẽ thực hiện tô màu bức tranh cát này với rất là nhiều cát ở đây. Chúng ta có màu tím, màu xanh nè, màu đỏ. Wow, nhiều màu quá ha. Ở đây tổng cộng chỉ có 12 màu. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tô luôn nhé. Trước tiên là chị sẽ tô mắt của Doraemon. Doraemon. Đầu tiên là tô mắt đen nè. Rồi, tiếp theo. Tiếp theo đây thì sẽ tô tô cái nón trước nha. Những ngôi sao ở trên cái nón. Rồi, ở đây có rất là nhiều ngôi sao. Sao vàng nhé. Tiếp theo, tô cái nón nè. Nón này chị sẽ tô màu tím. Nón phù thủy mà. Phần đuôi nón thì sẽ tô cát màu đỏ nha. Các bạn nhỏ có yêu cầu chị là tô những cái bức tranh cát nào thì hãy cứ đề xuất comment ở dưới Facebook này nha, dưới YouTube này nha, bình luận ở bên dưới để chị Chim Sinh có thể đọc được, và chị sẽ cố gắng tìm mua những cái bức tranh cát theo yêu cầu của các em nhé. Facebook của chị là Chim Sinh Channel, các em có thể lên Facebook tìm là Chim Sinh Channel, hoặc là tìm kiếm tên là Nguyễn Hoàng Phượng Linh. Giờ là đến những cái râu nè. Và chị sẽ dùng tăm để vẽ lại nha. Vẽ cái đường ngay giữa này nè. Tiếp tục vẽ cái đường dưới cái mắt. Cũng cho một ít cát đen lên đây. Ra cái đường mắt rồi, và bây giờ kẻ lại tiếp nè. Ở ngay chính giữa này nó có một cái đường vành nữa.
tiếp theo chúng ta sẽ xuống phía dưới nha. Đầu tiên là cái vòng cổ. Vòng cổ của Doraemon là cát đỏ. Rồi cái chuông thì sẽ là màu vàng nhé. Để vẽ lại cái đường viền của túi thần kỳ. Rồi, xong rồi cho một ít cát đen lên. Và vẽ thêm cái bụng này nha. Cho một ít cát trắng lên. Sau đó chúng ta sẽ làm tô cái thân nhé. Nhỏ có ai cũng thích yêu thích mèo Doraemon giống chị Chim Xinh không nè? Chị rất là thích cái chú mèo này luôn á, cho nên chị rất là hay tô tranh cát về mèo ủ Doraemon. Và chị sẽ vẽ lại một số cái đường giống như là đường rảnh tay vậy đó, và cho một ít cát trắng lên. Ok, tiếp theo đây chúng ta sẽ tô cái tên lửa mà mèo ủ Doraemon đang cầm trên tay nha. Chị đoán đây là một món bảo bối thần kỳ. Chắc là một món bảo bối gì đó rất là quan trọng đây. Chúng ta sẽ tô màu gì nhỉ? Chị sẽ tô màu đỏ kết hợp với màu đen ha. Đỏ rồi, bây giờ là tới đen. Ở phía trên thì sẽ cho là cát màu gì đây nhỉ, màu vàng nha. Xong rồi, bây giờ chỉ còn chân tay nữa là kết thúc. Một chân, hai chân, một tay, hai tay, và tất nhiên là tay là một chân tay màu trắng. Cát màu trắng. Quá tuyệt. Thế là chị Chim Xinh đã tô xong bức tranh cát về mèo ủ Doraemon. Và khâu cuối cùng chị sẽ gỡ cái nền lên để tô nền. Hay là không tô nền sẽ đẹp hơn? Các bạn nhỏ nghĩ thế nào về bức tranh này? Chúng ta sẽ nên tô nền hay không tô nền nè? Chị sẽ không tô nền thử coi để xem các bạn nhỏ sẽ nhận xét là bức tranh này tô nền đẹp hơn hay không tô nền đẹp hơn nhé. Đây là chú mèo Doraemon ma thuật đang đội cái nón ma thuật và cầm trên tay một món bảo bối hình tên lửa thần kỳ. Chị Chim Xinh tô có đẹp không? Nếu đẹp thì các em nhớ like và subscribe kênh Chim Xinh Channel nhé. Đừng quên bình luận những cái video ở bên dưới để chị có thể tiếp tục theo yêu cầu các em tô màu các tranh cát. Còn bây giờ thì chị Chim Xinh xin chào tạm biệt các bạn nhỏ. Hẹn gặp lại các em trong video sau.